Đến đây á thì tụi con cũng có một cái căn viên. Ca là cái này À. nọ ta tượng ra ta mới sao À. Ôi da. Ôi dạ. Dạ kính thưa cô bác quý anh chị, hiện nay là 8 giờ tối và Bùi Hồ cùng với lại anh Hai, anh Trí với lại anh Khái đây cùng vào hang tiền sáng cô đơn. Anh Khái ơi, em biết anh là một người rất là tin về khoa học, có nghĩa là mọi chuyện nó đều phải có một cái căn cứ khoa học nhất định, đúng Đúng không? rồi, đúng rồi. À, hôm nay thì lần đầu tiên mà đi đến hang tiền này thì anh có Bước qua tin vào tâm linh không? Chưa tin lắm đâu, không anh không tin đâu. À, chưa tin lắm đúng không? Đúng rồi. Ở đây có vậy À, nếu như mà gặp một điều tâm linh này đó anh có tin không? Cũng chưa biết được đúng không? Thì để coi lại coi sao. Dạ. Có nghĩa là anh Khái, mọi chuyện đều có phải có tâm linh, có khoa học, đúng rồi, có chứng thực rõ ràng, đúng rồi, đúng rồi. và hôm nay là điều trải nghiệm này là cho anh một cái sự ức chế hay là sự dễ chịu? Dễ chịu thôi, anh muốn khám phá mà. Dạ. Anh năm nay là anh bao nhiêu rồi? Anh anh 44 tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà tất cả anh mọi chuyện anh đều căn cứ vào khoa học, đúng rồi. Dạ. Và trải nghiệm này thôi, mời anh qua đây nha. Bước qua đây, bước qua chống lạ. Anh Hai bước bước qua đây đi theo thì có anh Hai. Anh Hai là một cái người mà gọi là dân địa phương ở đây. Anh Hai sống ở đây bao nhiêu năm rồi? Là nhưng mà có bao giờ anh chưa? Chạy đến cái hang tiền này vào ban đêm chưa? Chưa. Đây lần đầu tiên. Lý do tại sao? Nói chung là mình thấy cũng lạ lạ, ngồi, cũng ngồi, có hơi ngồi, linh linh đó. Ngồi xuống đi. Anh Hai là người tin vào tâm linh không? Anh tin chứ. Tin hả? Tin. Anh Hai tin vào tâm linh. Tin. Nhưng mà tin nhiều không anh? Tin nhiều chứ. Tin tin như thế nào anh nói em nghe được không? Nói giờ không biết tả, giờ nó gần gung rồi nè. Anh Hai sống anh Hai là em nghe đồn là anh Hai là có đất của nguyên một cái vùng này luôn đúng không? Đúng rồi, nguyên khu bao trùm hang tiền hết trơn luôn nè. Là đất của anh hết luôn. Bãi mình đăng ký nhà nước chứ không phải đất của mình đăng, dạ. Hợp đồng nhà nước nuôi sò nghêu không à. Dạ. Nhưng mà anh Hai trước giờ chưa đi vô hang này lần nào? Có đi nhiều lần lắm rồi, đi chưa một đi ngày vào không ban đêm à. á? Đi một ngày không có đi một đêm, đi đêm nhát. 60 năm rồi mới đi lại lần đầu. Không, 30 năm rồi. Anh Hai năm nay là bao nhiêu rồi? 60 rồi. 60 hả? À. Rồi hôm nay cái cảm giác mà đi ban đêm vào ở đây thì anh sao? Hơi hồi hộp. Thôi anh Hai lội vô hay là anh Hai ở ngoài cổng? Em đi đâu anh đi đó. Nói chung là ở đây thì cái mấy cái chỗ hang cũng có nhiều người, mấy ông người ta đi câu lưới thì người ta chết ở đó đó. Ghê vậy? Ừ, có chết năm bốn năm bữa trôi giạt vô đó hay gì? Có trôi giạt vô đó hay chết trong đó luôn? Không, cái ông này thì ông người ta gọi là ông Tư Cá Ngát á. Dạ. Ông đi giăng câu giăng lưới vậy đó, rồi cái là ông sống ở dưới xuồng không à. Ờ. Cái ông núp ở đó đó. Ừ. Gió mấy không biết sao mình, nhưng là ông làm mấy năm rồi. Ừ. Là ông bắt cái lúc ông chết không ai hay chứ. Ờ. Tới chừng hay rồi công an nó xuống nó ấy, nó là ông trúng gió. Ờ. Nhưng mà bắt cái lúc trong đó hả? Ừ. Ai ơi bơi lộn vô trong rồi, ai ơi đâm ra coi ai. Nhưng mà anh Hai hả? Ông Tư Cá Ngát này là sao, anh Hai kể em nghe được không? Không biết quê ông đâu, bây giờ là mình đang trông ở ngoài cái Nhị Tỳ, ở ngoài hang cái sống nè. Ông chết trong đó luôn hả? Ông chết ngay đó dưới xuồng luôn. Đó nó có đèn này trong đó nó chạy. Dạ hả? Ai mới mới có đèn pin đó. Tắt rồi. Rồi lâu chưa anh Hai? Hôm nay cũng 4 năm rồi. 4 năm hả? Đó 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 đó, đó có đèn pin đó. Kìa kìa, đèn đó. Cái cảm giác của anh Hai mà lần đầu tiên mà chui vào cái hang này thì anh Hai sao? Không, cái đó là cái thẳng quan ấy thôi. Dạ, kính thưa cô bác quý anh chị, hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại
một đoàn gồm có anh Hai là người dân địa phương nè. Không, anh Khái là người không tin vào cái chuyện tâm linh. Nói chung mà ở đây coi như là bởi vì có nhỏ bạn ở ngoài Ba Hòn á. Dạ. Nhưng nó thi đại học 13 4 năm rồi rớt không à. Dạ. Rồi là bà già nó vô đây là cũng làm trò hùng chung vậy nè. Là cái đầu là vô đó giấy. Dạ. Giấy rồi cái là tới thi á, thi đậu, đậu rồi cũng vô cúng đàng hoàng. Rồi thêm cái thằng kia nó với vợ nó mà ở không có con trai á. Dạ. Cũng như giấy. Cầu được ước thấy ha. À. Giấy coi như là sanh được trai rồi cũng người ta cũng vô cúng tạ lễ nhiều lắm. Dạ, nói chung là anh Hai có những cái câu chuyện mà anh Hai là người dân địa phương đây thì anh Hai mới chứng kiến được đúng không anh Hai? Ừ. Và rất là linh thiêng. Còn anh Khái ơi. Không cái à dạ. Mình thấy chứ là mình thấy thực tế là nay, cái linh ở đây là linh dữ lắm á. Anh cũng bình thường. Ừ. Anh có tin vào tâm linh thế giới thứ ba không? Người ta thì ta tin không tin thì không, cho mình không biết chứ còn mình không dám. Đối với anh thì khi mà cái việc mà anh vô hang tiền này đó thì anh muốn thấy được điều gì anh tin? Thì cứ anh cứ quan sát thôi, thấy cái điều lạ thì anh mới tin được. Là giặc pháp với dí ổng, ổng vô đây ổng trốn là ông pháp ổng ở một thời gian ngắn. Có nghĩa là ổng là một người và ổng có thể trốn ở đây được thì mình có thể vô được. Mình vô được. Và hôm nay thì rất đến nay thì có rất là nhiều câu chuyện thiêu dệt ở đây. Và ngay cả anh Hai là người bản xứ ở đây nè. Anh Khái là một người mà luôn tin tưởng về khoa học. Mọi chuyện nhận chứng đều phải có khoa học. Và anh Trí ở đây với lại Sáng Cô Đơn và cùng Bùi Hồ thì cùng trải nghiệm một điều ở đây ha. Anh nói sao anh Hai? Cứ như là ông nội ông nói là hồi đó là giặc Pháp với rồi vua vô đây ở 7-8 bữa rồi nè. Cứ như là tính là ông vua ông chết rồi. Mà không ngờ cái là chỗ cái ngách bển á, tàu nó lại rước là vua đem ra ngoài Phú Quốc mà. Có nghĩa là trong lịch sử thì thờ vua Gia Long sẽ gắn liền với lại Nguyễn Huệ. Trời giặc Nguyễn Huệ thì chắc có lẽ là vì anh Hai ảnh nhớ lộn đôi chút. Và hôm nay thì anh em đến đây nhằm một cái mục đích duy nhất là những cái câu chuyện quyền bí tâm linh ở nơi đây, và để cho anh Thái là một người mà có thể mày hù anh Hoài, mày không hù anh Hai. Anh Hai ở đây nè, tụi em đi vô trong nha. Rồi rồi rồi. Anh Hai neo đậu đây nha. Rồi rồi. Hay là anh Hai đi vô trong? Đi luôn. Cùng chơi nào đây chơi. Bỏ anh ở, anh không dám rồi. Đoàn của chúng tôi gồm có 5 người. Trong đó thì muốn thể hiện một cái sự thành kính tâm linh. Đi, khi mà đến đây. Đốt nhang rồi mình hết đi. Dạ. Đốt nhang qua. Anh Trí ơi, cho em một cái đèn pha được không? Đèn này chuyển sang pha được không? Pha sao à? Có nghĩa là đèn em chỉ sôi thôi chứ pha chưa được. Bước không? Lên đi, bước lên đi. Đúng quá, nhang luôn vậy nay. Có, đó nhang luôn nhóc. Nè anh Triết cầm. Phải chưa bơi, bơi. Gì làm gì ngủ? Anh Khái đang thắp nhang để giống như những người đi trước anh Khái hả? Đúng rồi. Dạ. Cho em một cây em thắp lên nè. Cho em một cây. Còn nó nè. Hôm nay mình cũng đến đây vào trận tối. Mình cũng thắp một cây. Để con những sự từ những người đi trước hả? Mày có học mày có nhập hộ được không? 10 ngàn này. Đủ nhau đây nè. Đốt cho hai luôn nè. Đốt chưa? Đốt luôn nè. Nhiều chỗ lắm.
đốt đi, mỗi người một cây hết trước đi. Hôm nay thì có lẽ thước phim này là thước phim kỷ niệm á. Kỷ niệm mà em cũng có con. Đốt đi. Dạ. Dạ dạ chống nhiều chỗ. Không có đèn lát nữa cưng đi cạnh anh nha. Nay nhà thôi mình giới thiệu mình hôm nay có đơn ngày đến đây được rồi. Anh Trí cứ cảm giác anh giờ sao anh Trí? Thoải mái mà vô đây rồi tao thấy yên tĩnh đi. Tâm hồn thanh thản hả? Đúng rồi. Mát. Không, cái này là nó nói thiệt hay là nó chơi? Thiệt mày. Thiệt à. Vô đây tao thấy người làm gì nó. Em cảm thấy trong người nó lâng lâng á, phải không? Không gì anh ở đây luôn đi chút tụi em về. Không mà kia không có gió. Mệt đây mát. Hang trong này mát chứ không hay nè. Thưa cô bác quý anh chị, trong sự tích lịch sử thì hang đây được gọi là hang tiền. Đây đây đây. Ngày xưa hình của vua Gia Long. Trong clip trước Bùi Hồ của con quay rồi và đây, vua Gia Long. Thì ông chạy trốn quân Tây Sơn và ông đến đây để ông ẩn trốn. Và đây là cái nơi thờ của ông. Cho em một cây đi anh Trí. À cây à? Dạ sao ơi, lên đây thắp một cây nhang ở trên đây ơi. Không được đéo thằng nào lịch đi hú quá. Không cắt đâu, không cắt đâu dễ gì. Anh hai ở đây là bao nhiêu năm rồi? 31 năm rồi. Nhưng mà anh hai mỗi lần đến hai đều tín ngưỡng đúng không? Ừ, như là cái này mới có tín ngưỡng khoảng 20 năm trở lại đây là coi như là bà con người ta đến là giếng là rất đông. Hồi xưa ít có lắm. Hồi xưa ít thì mai tao có vô đây rõ tao là còn ai tao xuống rồi. Nhưng mà anh hai là người dân ở đây anh hai tin nhiều. Tin chứ. Đó là cái tâm linh thì mình phải tin rồi đó. Bởi vì mình cái thực tế cái là có bạn ở Ba Hòn nè. Thì con đó thì cái vụ mà thi đại học đó. Anh hai mới kể. Rồi sau này cái thằng em đó là không có con trai á. Mà không có con luôn, rồi gái cái đồ. Được con rồi ta cũng cưng là ta lễ không quan. Thấp nhang. Kính cẩn đàng hoàng nha. Không, mình tâm mình thẳng là được rồi. Cái linh ở đây là linh dữ lắm, trong không linh đâu. À, nếu mà ta những người ta gái là thuận làm ăn được là ta xuống đây ta trả lại. Mình đến đây thì chủ yếu là mình muốn. Như chú là hôm đó chú gái rồi gì là hốc bày sò được rồi đó. Là cúng heo quay. Dạ. Rồi cái này chẳng qua cái sự cố là bị mưa bão cái thất thoát rồi không cúng, rồi cái là gãy lại đợt sau này cái là tự nhiên cái ông đó ông đạp động lên nói là chú còn thiếu nợ người ta chú cúng đi. Rồi ông nào đạp động? Cái ông đó kêu đi kiếm thuốc nam á. Ông tự nhiên ông vô nhà mình hồi nào mình không quen biết chứ. Ông nói chú mà hồi đó chú giái rồi chú không cúng, bây giờ là chú phải cúng rồi mới giải cái nợ của chú rồi. Chú cúng chưa? Nói rồi giờ mình giái là nói là thôi giờ là lỡ rồi bày sò này đi. Rồi xong rồi là mình cúng hai con. Cúng rồi đấy coi như là trả lễ. Trả lễ, tạ lễ đó. Thôi thì chắc bây giờ mới. Bày nghêu này cũng ngon lắm mà. Chắc có lẽ là tụi con là những người bậc hậu bối đến đây. Để mà có thể là tìm một cái gì đó để mà một điều khi mà vua đến đây á thì tụi con cũng có một cái căn duyên để mà trải nghiệm chứ không có ý đồ mạo phạm hay là gì. Nếu như mà có một cái gì đó sơ xuất thì mong ngày bỏ qua cho tụi con nha. Thôi bây giờ bắt đầu hành trình. Ok anh Khái ơi. Anh đâu rồi? Anh đang làm gì đó? Gớm gì lõng cỏn nha hai ơi. Hả? Gớm gì lõng cỏn vậy? Đốt để đem theo vòng người hay sao? Đâu có, đốt cho sáng thôi.
Tức người ta dư người ta bỏ nè. Ừ. Ai mấy cái này cày ai giữ mấy cái này sáng ở họ à? Em giữ một cái. Đâu? Sáng ơi. Có đem điện thoại đây không? Không. Hả? Có không? Không. Ở trong đây có điện thoại không ạ? Có cầm gì giữ. Ừ, hai cái điện thoại rồi. Thôi chắc bây giờ bọn anh em mình bắt đầu hành trình ha. Ha. Ừ. Đây. Ủa cái dép này đâu à? Dép kia đâu à? Đó, người ta đốt cái này không cháy người ta mới dục bỏ. Thì mình tái chế lại. Thật sự là cái này á là nó bị bó một cái lớp bọc ở ngoài. Giải thích theo khoa học. À, bó một cái lớp bọc ở ngoài thôi. Rồi nó dư cái chất sáp cháy này á nó đồng lại thì nó tắt cái ngọn nến đi. Có nghĩa là bọc mũ ra bọc để nó. Bây giờ anh để đây ha. Đúng rồi. Trước giờ anh hai có thấy đoàn hành hương nào đến đây vào buổi tối giống gì chưa? Hả? Có chở đoàn hành hương nào đến đây vào buổi tối giống gì chưa? Không, chưa. Chưa. Thôi, chưa. Bây giờ mấy anh em bắt đầu. Bắt đầu. Anh hai là người người ở đây. Nhang ra ai bỏ nhang đây rồi. Chết đi, ở trong còn mấy chỗ lắm. Không, để nó đi, hồi mình ra mình đốt được, không sao. Đốt hết luôn đấy. Đâu rồi, nay em đốt rồi. Ừ. Cắm đi nó. Đi vô luôn đi. Đây, đưa đèn cắm nha. Đưa đèn cắm nha. Ủa anh em đây còn một cái cắm đây luôn nè. Dạ thôi để đó đi chút xíu đi anh Kha. Đâu có, ở đây còn một cái nè. Còn một cái chưa cắm mà. Ờ. Anh Na đâu? Gió hôm qua nè, mưa quá lật nè. Nước hết trơn rồi. Rồi, thôi bây giờ bắt đầu đi nha. À, sát hôm trước thì trong một cái đoạn clip cưng có nói là gặp được những cái cây thánh giá. Đúng không? Ở đâu? Dạ cái chỗ mà lắm như là đạo chuối vậy đó. Có cây thánh giá. Thôi bây giờ để cho anh hai là người dẫn đoàn nè. Anh hai là đi đầu. Đi đi trước đi. Không, người ta nói là trăm hay không bằng tay quen. Đúng không? Và đi trước đây. Anh hai đi trước. Không có đèn em đang, vẫn đang gọi đèn mà. Ta gọi đèn cho đi. Ủa là đi dưới nước này đó hả? 8 giờ rưỡi chưa. Chưa tới dưới nước rồi. Đây mát ghê không? Anh hai có biết địa điểm nào giới thiệu cho tụi em với? À ngày mai đi. Không, hiện trong này hả? Hiện nay nè. Trong này anh hồi nãy giờ anh cái tín ngưỡng tâm linh anh đâu chết anh đâu có dám. Đi đông gì này mới dám chứ còn anh đâu có dám. Đi hướng nào này? Đây đây đây. Hả? Đi hướng này nè. Hướng này được không anh hai? Không không, cái đó là ngách. Ngách chưa? Còn mà. À, không không đi cái này ra mấy chỗ bển nè. Đèn nước dẫn vô tới đèn của bác của anh chị. Sao có nước ta? Ủa, đi đường này nè. Nè nè. Khô nè. Rồi có những nơi mà anh sẽ thấy bất ngờ. À. Đúng không? Có đúng rồi. Nào. Cây nào? Đây hả? Cây này thôi. Đây là cái cây cột của anh Thấp mà anh nghe nó đóng máy nè. Cây này bình thường mà. Nước nó lớn nó đóng đây không? Hang này thì ban đêm giống như ban ngày á. Quá anh tiền nó mát. Anh hai năm nay là bao nhiêu anh hai? 60. Thì hơn 3 năm, 30 năm anh mới quay trở lại đây hả? À, không, mà hồi đó mình ở dưới Sửu Gô Tắc Cậu á, mình mới lên Tứ Giác Long Xuyên rồi làm ăn thất bại rồi mới về đây mới mà đăng ký hợp đồng với nhà nước rồi để nuôi sò, nghêu hai mảnh vỏ. Chia sẻ với cô bác của anh chị, anh hai là người dân địa phương ở đây luôn á. Ở đây cũng 31 năm rồi.
Cái đường này vô giếng nước. Bây giờ đi hướng nào trước anh hai? Đi cái này chỗ qua bản đi trước đi. À, chào. Chục năm mà mới đi một lần vô đây. Nhiều lắm, nhiều bữa nay có mưa mà. Có mưa là nhiều hả? À, nó có mưa là nước đó. Đi cái này á. Đi này. Đó. Ở đây mới đẹp. Này là mấy cảnh để đây đẹp hả? À. Đi xuất đó. Ủa. Cái gì hả? Cái này tỉnh rồi đó. Cái xe. Hả? Đây tranh tạo sen nè. Nước này thấy không? Ờ à, đó nước động. Đó. Nước ngọt. Cái đá dồi. À. Đây đẹp đó mà. Bởi vì nó mới xuống này nè, cái đá dồi nó mới chạy xuống thạch nhũ nè. À. Có mấy người này ta cắt rồi nè. Đó ta không cái nè. Cái này bị lấy dữ lắm rồi nè. Mỗi lần đẹp dữ lắm mà bị lấy dữ lắm rồi đó. Của nè, đáng lẽ nó phải nhọn nha. Đá nhũ không bao giờ mà nó chặt cái bằng cái kiểu này được. Không, người ta lấy dữ lắm rồi. Nè, tới đây nè, chỗ này cũng có thờ nè. Ở đây gió vẫn thông vô rất rất hay. Này cực kỳ không? Vô tôi gọi là cái cách xin cái này đẹp ha. Ơi. Đây nè. Thôi ra, đêm thấy đẹp không? Quá đẹp ha. Qua bạn đốt nhang cái. Đốt nhang đây cái hả? Là cái giếng chứ. Quay cảnh đêm đẹp. Cái giếng. Không phải đẹp mà nó mang một cái vẻ tâm linh. Ở đây là một cái đường nước hay cô bác của anh chị. Và có thể là đến hôm nay đến đây vào giờ này thì chắc có lẽ là anh Trí phải đính chính cho em một điều ha. Ừ. Sợ là ừ ha. Chứ hồi đó giờ chưa ai đi giờ này đâu, chỉ có mình thôi. Có quẹt luôn á anh Trí. Có giá cho đoàn nha. Biết hôm đêm mình coi mấy cái chả quan giờ mới đẹp ha, phải chăng như bình thường quá ha. Đúng rồi. Ồ đây nè, quan chị nhìn thấy. Muối nè, muối nè, trong muối là phải gần tiếng. Cái này là do cái gì biết không? Cái lăng tăng là do cái sấm, cái gió nè, cái lăng tăng là bao nhiêu năm rồi nó cứ vào lò nè, nó tăng nước rồi nước lớn lên. Đúng rồi, anh cái này á. Là do sóng á, sóng biển, sóng tạ nó sóng tức là nước chảy đá ngòn mà. Nhưng mà tại sao anh có suy nghĩ tại sao những cái hạt cát này á? Cái đó là muối. Muối hả? Muối có mặn không? Anh nếm thử. anh anh nếm thử. Muối. Muối không? Không. Cái này những cái hạt đó chưa có rút ra được. Tức là nó đã bào mòn cái này nhưng mà cái hạt này chưa rút ra được. Nhưng mà nếm có gì mặn không? Có gì mặn vẫn có gì. Đâu đưa em nếm thử miếng. Ngon. Có gì mặn? Có. Có. Mà đã vô nè, tân ngự thì là hồng đã vô đấy. Đúng rồi. Nhưng mà anh có khi bao giờ anh nghĩ là tại sao chỉ tạo một cái khu này mà không quá, tạo khu khác không? Đó, chứ đâu không có ai là ấy thôi. Người ta chỉ tu bổ vô là chét lỗ hang vậy đó. Có đất. Cho nó tròn. Cho nó tròn. Cái này cũng có cái sự tích gì đó mình không hiểu thôi. Giống như là cái Phật ca là cái này nè. Người ta tượng ra người ta mới xa. Ây da. Ôi da. Gớt cái chừng gớt. Không sao. Có sao. Không sao. Nó chật á. Cầm giùm em. Chật rồi đó. Không sao. Cô bác chắc có ướt máy không? Không sao. Không sao. Chả ướt. Do trơn trầy rồi. Nó chật đi đó kỳ kỳ. Không sao. Chạy. Không sao. Không sao hết. Bình. Chạy không? Không sao. Không sao. Bắt hơn nữa, nằm trên đá mà lọc da rồi. Đó, đi bước cái đó dép mình. Cô bác bên chị cầm vậy sao? Bỏ bị trật té. Để quay được những cái phim như thế này đâu phải đơn giản. Ước mình nữa nè. Mình đi vô đây chi nữa, bây giờ mình đi ra hang này chỗ anh trở lại. Anh hai, đây là sao?
Hả? Cái này mình không hiểu cái vụ này. Nó có cái tượng trên kìa, quan trọng cái đó là cục đá thờ thôi, còn cái này cái tượng nè, có cái tượng gì người ta mới làm cái gì đó. Giống như bài cái có mái che nè, thấy không? Ừ. Có mái che rồi, người ta đã chặt hết trơn rồi, thạch nhũ không, cái này bị lấy nhiều lắm rồi, bị ta khỏ nhiều lắm rồi, cái hạt nhũ dài á, mỗi lần kìa là thòng tới như này nè, quá đẹp. Đúng rồi, người ta chặt hết, người ta lấy à. Thôi bây giờ bước qua cầu thang bên kia, cầu thang kìa, thấy không đó, đây đúng rồi, đây nước đó. Không sao, bước qua đi. Thôi đi ngược lại cũng được. Không, bước qua đi anh, không sao hết. Nước ướt chân chân. Đây, gọi đèn vô, cầm máy quay đi. Không phải, không biết cầm máy quay gọi đèn không được. Đã rồi, không phải là người chủ trị. Tao là tao dân biển, tao quen còn hữu. Tao dân biển nữa, ghê không? Trời ơi, thủ mới té một cái sấp mặt rồi đó, không thấy hả? Nhưng mà tại vì biết sao, đôi giày nữa. Trơn à? Trơn. Giày ổng không trơn đâu, tại mình không quen đi. Ừ. Không có đi đâu mà chơi. Cái này mới. Ừ. Ủa không cứ lên đây đi. Hả? Có. Chỗ này là cái chỗ của mình là nước mặn. Bởi vì sống lên đây nó bồng bồng. Quá trời có cái cảnh này không đêm nữa không à. Ban ngày mình coi không rõ nét chứ ban đêm là mình coi tới rõ nét đẹp luôn ha. Ừ. Gõ vô có gì kêu không? Chỉ có không, một dùng binh một cái kim loại mình gõ thanh hoặc là không thanh nó khác. Cái đá dồi đó thanh hơn là cái đá kia nha. Qua đó luôn rồi anh này. Anh này hướng dẫn qua đó. Vậy đó hết. Đường kia là nó đúng. Không không, vô đó rồi. Cứ vô, à. Cứ vô đi. Anh hai bước qua. Đi đường kia ta đi qua mới bước đầu. À, đường này là luôn đi đắp mình sẽ làm cái này nha. Cái lỗ hổng mà đi. Cái này gì à? Đường cây hả? Cái này là người ta đào nè. Đào mình dễ không, mùi nhang hút ra cái này luôn không, hút ra đầu kia luôn. Cái này dấu đào, dấu dò đi. Ồ, con có cái cục này nè, thấy không? Mỗi con ngày mình coi đâu có giả quan hổ đẹp không? Thấy không? Thấy làm sao thì cứ coi coi đẹp tự nhiên không? Nó tại nó lấy như vậy, nó đi giữ gì ta? Không, chỗ đó mới chừng. Không sao. Em bình thường. Nè. Có cột ấy nè, thanh giá. Đâu? Cột T. Thanh giá đâu? Đúng. Cục gạch mà. Thanh giá. Thanh giá đó, ngắt ra đó. Đâu? Đấy. Tức là làm cái cột giống như thanh giá vậy không? Tức là cái nhưng mà anh cầm lên coi phải gạch không? Gạch không, hay xi măng. Nó là xi măng. Đúng rồi, vậy hả? Xi măng đúc. Nhưng mà đó là thanh giá đó. Đúng rồi. Xi măng đúc. Thanh giá hả? Nó đào lại. Gãy ra nè. Tức là có bị có người bị tàn phá nè. Đây nè, gãy ra cái đoạn này. Xi măng này đúc bình thường. Dạ. Ướt mình luôn rồi nè. Cái lỗ này giờ sẵn này nó đẹp nó màu. Cái lỗ này có cái đất phần. Nhưng mà người vô núi á là nó hôm nay cảm thấy nực được. Được rồi. Không có gió. Cái này mới đạt chứ khoảng cẩn ở tình. Ở nhà mình vẫn thấy nực màu không? Thấy nào, như sẵn này anh vô nghe rồi. Ừ. Còn ở chỗ này là cái chỗ mà hợp y như cái đầu con mực không? À, giống không? Nhìn giống gì? Con bạch tuột hả? Nè nè, ta nhủ nè. Đó, xuống nè. Đó, đã vô rồi thấy không? Thấy không? Nè, bị chặt nữa nè. Chứ dạ, nhiễu nước nè. Cô bác quý anh chị thấy biết không? Cái này mới đào phải không? Hổng mà không có đâu có đâu. Không bao giờ thấy gì. Chị gọi đèn mới thấy rồi. Đào lâu rồi. Ừ. Đào cái len nào của ổng em như nãy nói là thấy là. Ủa, chỗ này phải là chỗ anh nói không Tri? Đúng rồi, đào lên đó. Sâu ổng sâu lắm mà ta. Như cả nè. Trong ổng cũng nhiều lắm. Đào lên đó rồi tại vì ấy thôi. Đất nè. Này đào thiệt. Tới đất đỏ của nó nè. Cái này có đào thêm nó hay gì nè? Này đào thêm nè. Đào thêm nó hay gì mới nữa kìa. Có đào thêm không anh? Cái chục sâu rồi. Có người đào thêm rồi đó. Mới có dấu tích mới. Đúng rồi, có người đào thêm rồi. Nè. Thấy không? Đó, đào thêm khúc nữa đó. Phá lại đây gì hết nè.
Vậy, đi rồi. Vậy là em tưởng cái chỗ này là chỗ ông vua, ông dựa, ông đá, ông nằm đây nghỉ chứ. Là sao đến đến chính là chỗ này là cái chỗ này chỗ gì ai? Ông vua mà ông ở chỗ này thì làm sao không có đường thoát? Anh hai nói sao? Ông nói nghỉ 7 ngày. Ông nghỉ 7 ngày ông mới núp ở trong này. Không, 7 ngày, 1 ngày, 1 giờ hoặc là 5 phút, 10 phút gì cũng vậy, cũng phải có một cái đường thoát á. Đó, đó thoát là thoát cái đường biển á, cái đường kia đó. Ông vua không có gì tới đường cùng. Đó. Okay. Ông ngồi chỗ nào á là nếu mà nó vô bất cứ cái chỗ nào ông cũng có một, phải có một cái đường thoát hết. À. Đó vậy thôi, cái chỗ này. Ví ông ra đó có là tàu nó cặp lại cái mé đó là xuống tàu. Thầy chia sẻ của anh Khái là ổng không ngồi đây. Đúng, chính xác. Nếu ở lại tới người nằm chờ chết luôn. À, cái đó là làm chờ chết sao? Ờ, dẫn qua. Ây da. Ây da. Cứ bất cứ một cái sinh vật nào cũng vậy. Lúc mà người ta làm thì người ta sẽ có một cái cửa vô và một cửa ra. Ây da. Cái nhà đi vậy. Chụp cái tờ ở dưới này dễ hơn. Cái nhà cái đường đi không? Cửa vô, cửa ra. Đóng cửa vô thì mình cũng còn cái cửa ra. Còn đây là gì? Hàng. Có vô được không? Sao vô? Nó bỏ vô cho chết hay gì? Mạnh, bỏ đó. Rồi ông Chí, ông dắt vô cái đường này chi cho ông cha rồi vô, còn vô vậy. Cầm đèn mà anh à. Cầm máy mà anh à. Ây da. Đau không hộ ơi. Dạ. Có con gác gì không? Gác gì? Xuống xuống lên thầy. Đi 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 đi. Ủa cái này là đi giấy luôn á hả? Đi ra bãi luôn á hả? Cái chỗ này là lòn, không khí lên trên này xuống rồi nó nhắc mọi người lại lộn có gió rồi nó lộn nhưng mà nó không có chịu chịu. Ô cái chữ đó chữ gì ta? Đó. Chữ đó. Có chữ đó. Chữ mà người ta viết mực sơn đâu có nhầm nhò gì. KH quốc lộ. Vô đây anh Tha. Anh Kha. Nguyên Thanh hả? Trời ơi anh em thí dân. Mấy người tham quan có viết tên như đó mà. Thủy dân thủy. Nguyên Thanh. Công nhận ông đêm này đẹp dữ luôn á hồ ơi. Thú y dân. Đó chữ thú nè. Thú chữ y nè. Người ta thí mà ông kêu thú y. Thiệt là tình luôn luôn. Thú à? Ờ ông này ông khỉ. Thúy. Này chữ thú. Thờ Thúy Thúy T-H-U sắc là thú. U y gết đó. Thú vừa thì xong tới chữ y. Thúy dân. Đây là thiệt luôn hả? Đâu? Cảnh núi mà chữ này là thú y. Đang dòm như đống đống gom vậy hả? Núi mà sao tại sao nhìn ra đống gom? Tưởng tượng vậy đó. Không mà nhìn tới đó. Cảnh này là nè. Rồi bên đó là hả? Mây trời ha. Giống như mây ha, lượn lượn ha. Mà không có tổ yến ra, đủ cái quốc tổ yến về, đủ sáng chưng quốc cây khỏe gà. Mày hiểu được, không vui để sợ. Anh thử ơi. Cái này giống tưởng tượng như là cái nhà cái xấu của mày. Tưởng hoài, cậu ơi, đi tới đi, tưởng hoài. Họ nhà cái xấu mà ha. Biết rồi, cái răng luôn. Ủa trời ơi, thấy cái hàm răng cá sấu luôn lên. Anh Thí bây giờ đang dẫn đoạn đi trước á. Anh Thí lội nó anh đi. Lội thôi. Lội. Lội. Lội đi. Tiền cho ơi,
Hả? Cá lon. Hả? Ôi con cá gì á? Con cá gì á? Con cá gì anh con cá gì á? Con. Ủa sao nó dạng vậy? Con cá con. Đâu anh bắt rồi. Chưa từ 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 từ. Đâu đâu. Không. Cái này cá gì? Con cá dồ biển. Thả nó xuống đi. Cá dồ biển. Đem về câu cá trên chim cũng được. Nè, đây cũng có thờ cái gì vậy? Phái đoàn 11 tháng 9 năm số 3 vậy đó, mất tiêu cái kia rồi. Nên thả vô trong. Đây, đây. Đã, đã mang khám phá mà. Ừ, đổ nước không trời? Nước không hả? Có cây cầu đó, thấy không? Nước phái đó cả. Là nước biển phái đoàn người ta ấy ta. Có cây cầu đó, thấy không? Không phải. Ở cây cầu không? Không, không, cái cây nó gác ngang thôi. Anh Trí bước xuống anh đi. Anh bước xuống rồi. Không, nước sâu. Bước xuống đâu? Bước xuống đâu đó. Đó, nước sâu đi đâu được đâu. Sâu mà. Đâu để nước sâu đâu. Nước sâu, nước sâu. Nước sâu mà. Nhưng mà người ta đi được mà. Nước. Sao đi được? Đâu, nước ấy giờ sao đi. Nè, đi được nè. Thấy không? Bước, bước anh Trí, hai này mình bước qua. Đây. Mẹ ngập á. Đây. Trời đây xin không mấy ba ơi cái đụt ơi nhập vô đây thôi đi bước nữa rồi thôi được rồi bước đi sâu đâu sâu bước nữa bước thử coi sao không hả sâu nước sâu lắm sâu tới đâu kìa nhìn đây sâu tới đâu có cây rồi có cây cây đây cây đây đó. Anh cắm xuống rồi. À, sâu lắm. À, sâu. Kìa nhìn không thấy đá mà thấy. Thôi. Vậy là đúng rồi. Đúng rồi. Đây có sình đúng lắm. Đi xuống là ôi, lên. Nước mặn. Đúng á. Nước mặn. Lấy lên nếm miếng coi mặn không? Nước mặn, nước mặn. Đó, nếm nếu mà nước ngọt là mình bước xuống được. Đúng rồi, nước ngọt nó khác, cái màu nó khác nè, cái màu này nó bị tảo nè. Có thể là đường đó là ông vua qua đó ngủ sao? Bậy, không rồi. Phía gì? Phái đoàn phái 1 tháng 9 năm phái đoàn du lịch khu gì? Khu du lịch. Dạ, cái gì vậy? Dạ, ai làm vậy? Ai. Du lịch. Khu lịch. Khu lịch. À, phái đoàn khu lịch Khai Lâm đồng Khai Lâm quá. Không có. Nếu mà đọc là phái đoàn Khai Lâm á. Đúng không anh Khai? Giống như cái chỗ mà thống lên nó ra phái khai gì đó. Đây. Hoặc là cha bốn hoặc cái đó là giống như xuống á. Không, tức là trên này nó xuống rồi dưới này nó viết chữ ấy riêng ra. Anh Hai ơi. Anh đi đâu vậy? Anh Hai. Hả? Kêu ông không nghe luôn ông Hai. Phải đúng tận tinh giá là không nghe. Hả? Tinh giá là sao? Đâu? Tinh giá là? Đâu? Đúng rồi, ra gần tới rồi đó. Có gió rồi. Cái này ra ngoài mà. Ra ngoài cái hướng bên kia phải không? Khác ở bên kia. Đó ra tới biển ngoài kia rồi đó. Chiều nó mấy trăm mét. Rồi sao? Bên đây có. Tình bày có cây tinh giá nữa. Đâu? Dạ, có gió rồi đúng rồi, mỗi ba chạy ra ngoài đâu. Đâu đây là sẽ có cây thịt giá. Chú về anh ơi, đi hướng này hả? Ừ. Cái này thì chỗ ra xe đó là đối vua trời mưa hả? Vua đi ra đường này nè. Mưa hả? Nó gặp trời mưa. Ủa? Mưa hả? Mưa hay quá hay rồi. Mưa cô bác của anh chị
Đó, vua ra đường này nè. Đường này đúng hả? Ừ. Tao lại đây rước đây chạy ra Phú Quốc luôn. Bởi vậy cái chỗ này là rộng lớn ha. Ừ. Rồi mình dọn đi ngang đó, mình thấy cái cửa ra nè, đây nè, chứ đâu. Ờ, à, cửa ra. Đó, mình gốc đây nè, về đào mấy đường anh ơi, đào bông khai đường anh ơi. Thôi giờ đi hướng nào? Đi mình đi hướng nào trước, hướng nào trước, đi hướng nào? Bây giờ quay lại cái hướng, quay cái này nào? Mình về chứ đâu có hướng này vẫn được. Hướng hướng này đâu đi được. Cùng này kia, mình to kia. Con nào chỉ đi lấy đường cũ á. Trong đéo rồi sao? Đây có mấy trà hướng này nè, lặn mò. Cá là cá là cá là cá nè. Ủa, cá nâu, cá nâu, cá nâu. Cá hả? Ờ, cá nâu, cá nâu. Đó, nâu chim. Nâu chim. Nâu chim. Cá bóp luôn, bóp. Cắt cắt vào lò luôn, bóp lò chim. Đốt nhang đây nè, thích. Gác quá cậu bán cái gì. Đây đây đốt nhang. Đây đây đốt nhang đây nè. Cắm nhang. Ở đâu? Đó nè. Nhang này là mấy cái này hồi đó là cái người ta chết trâu á, ta trâu vô đây nè. Ờ. Vậy hả? Ừ. Gặp rồi người ta ấy có cái vô danh. Gọi là vô danh. Nó xài cái đèn pin giống như đèn pin đồng hồ. Ủa ai cho anh không? Quỳnh. Thằng hồ cho anh. Tắp vô đây luôn á ha. Chơi không, nó chơi anh em. Tắp vô cả này. Chỉ vô cả này quá. Ừ. Về phát hóa lon nó được. Đây. Đây. Ở hai nó biết biết vô. Ờ biết rồi. Những thanh tiên. Dạ ngọt khác. Có nghe anh hai. Ồ, tại sao đây có giếng nước ta? Ra hơi. Tại sao đi mấy hào ta? Ồ, cái hướng này đi qua giếng nước luôn hả? Giếng nước mình đang rắn hả? Dạ. Còn cái hướng này đi đâu? Hả? Gì hả? Bước xuống này. Ây da, ây da, lúc. Rồi, rồi, sức dậy luôn rồi. Anh gọi cho em ơi. Rồi, sức dậy luôn rồi. Yeah. À, ok. Chơi 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 anh cầm đi. Mình gọi cho. Rồi. Hồ đúng. Vậy. Đó 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 quay quay lại đi. Hình nhân. Anh Trí có biết tại sao lại ở chỗ cửa này có một cái hình nhân như thế này không? Không biết. Ở anh Khái. Đây, cái này là người ta mang vô. Đúng rồi, nhưng mà tại sao anh biết? Mang vô đây, 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 đây. Là có cái dấu của bê tông cốt thép nè, bằng sắt nè. Đây nè, đó, 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 nó có một cái cốt, cái bằng sắt nó gỉ ra nè. Nhưng mà lâu chưa? Đó, cái này là người ta do một cái sự ta làm để cho sự tâm linh nè. Đó, coi bằng sắt nè, thấy không? Cái này nữa nè, có bị rụng nè. Cái này nhưng mà đổ quá, đổ bê tông không có bị chắc. Đó, do cái nước biển hơi mặn nên nó nổ ra nè. Đó, là người để cho người ta tâm linh kẹp lại, đúng không? Này người ta tạc cái hình này bằng sắt cái này sắt xây á. Ờ không, cái đó là của cái tạo hóa. Ừ, cái tạo hóa đó, cái tượng. Cái này gì? Cái này là người ta tạc cái hình này là không biết hình gì. Hình nhân không nè, đứng gần xa tưởng tượng cái môn phái nhiều họ đạo, người ta muốn cái khám phá gì đó thì sao ra tưởng tượng cái hình này không biết là hình gì. Hình nhân về cái quyền bí để
sau này những cái người khác vô như cầu không cái này là may mắn nữa thì người ta là người ta nằm thấy cái gì người ta mới là có duyên người ta mới đặt ở đây vậy che cái này là vậy nè nó còn ấy còn ở trong một cái bức thật đấy rồi nó mới đẹp nè thì ở trong ta đẹp nhưng mà cái này người ta có duyên người ta phải che rồi người ta cái đó là ta đem vô đây ta làm cho cái đó là do con người tạo ra thì đó người ta nó có duyên người ta đang tạc cái hình mà không biết cái hình gì nữa nè thì ở bây giờ bây giờ này trong này ta mới đẹp nè đây đúng rồi thì nói gì đẹp trong trong này nó mới đẹp là mấy ông nội tôi đủ mấy ông làm cái gì đâu không này nè cái sắt nè nó buông ra nè sắt vô nè sắt nó là buông ra nè vậy còn trong này người ta đẹp rất là đẹp có một cái hình này nó rất là đẹp để thiên nhiên lúc nào cũng đẹp hơn tao quá nhưng mà ai mà tự nhiên ta thấy sắc vậy đó sắc kể ra nè tao cũng phải có cái gì người ta mới xây trời bẻ ngồi gãy cái giờ nó sắc bê tông là do sự tạo hóa của con người còn đây là thiên nhiên của ta nằm trong này nó rất là đẹp nhưng mà cái gì ở ngoài sau này còn ông nội đâu thọt cái cây sắt trong này nữa nè đây nè trời là ông câu ông tính ông thọt con đực này ông câu cái miếng này lại đừng cho nó ngã ra đúng không ở xa là cái đầu mình tưởng tượng là có giống con ấy nè vô cái mối này nè nó bị đứt dây mà ở xa để nhìn ông nó dựa vô cái dây này qua không. Cái thời gian 5 tháng gì đó nó sẽ bị đứt đi rồi à, tưởng tượng là cái người gì ở còn nước ngoài ở xa mà coi cái đầu coi hả cái họng đó không lâu họng nè lâu cái đầu của chớp trên đó phải không có lầu sắt đây nè nó có dấu sắt nó là ở dưới hai cái tay cung xuôi vậy nè anh sẽ giải thích không khó học ở xa là tưởng tượng được á cái tượng này là giờ nó đứng xa rộng rồi thấy rồi ta tưởng ta đây, cái gì đó ta mới gắn đây là cái chứng gì hồ biết không dạ C70 cái này là do ai tạo ra biết không người con người không cái này là do quân đội nhưng mà đọc quân đội nè quân đội tạo ra người ta đánh dấu từ khúc C là cái đại đội hồi nãy là C8 tức là cách đây là 100 mét này là C7 còn là C8 nó đẹp như cái này C7 á là như em đẹp mấy cái này đẹp thứ nhất á là C đại diện cho đại đội mấy cái này là đẹp B là trong đội khu C còn khu A khu D nãy hậu nó chật đây luôn ta rồi nãy hậu chật đây nè chắc tới tao quá té sấp mặt không đi được dùm ở trên ta dùm ở dưới á này gì trời viên này ai cùng công dây này hả trên này nè đi trên này nè ai cùng công dây nè mày đi trên này với anh đi trời đó ai cùng công dây này hay hả thì cái bằng té trước hơn thằng hồ cái này là ta khó ta lấy rồi nè dạ, đúng rồi. Cái này mỗi lần này trên này nè nước hay chứ à mà hồi đó là nó nhọn quắc à cái này ta khó ngang ta lấy lấy cái gì là mới kết tụ lại lấy gì cái này hồi đó nó nhũng quá ha nè là cái này là người ta khỏ nha người ta lấy rồi cái này cũng giống gì là nó bự ra người ta đốn cái này nè gãy nè đốn rồi nè chủ là bị cắt hết trơn luôn rồi nè cắt chứ nè nhiều nước nè nước nhưng mà hay cái là gì nè ở vòng vòng đây mình không lấy nước ha nhưng mà mấy cái nhú là có nước đó đọc chưa không đó là sự thẩm thấu á là thiện vọng giống như là cái ống dò nước mình hút xăng vậy đó ở đây vậy cái nước tù lâu hút xăng vậy đó tự nhiên có nước rồi tôi nói cái này là cái ống có nước lấy đi thuốc hút dầu coi cho nó sáng sáng rồi nè nè có điều chân nè được không có nước đều vậy đó cái dò nó xuống người ta bị chặt thẩm thấu nó đâu phải nhiễu rồi đập hoài nó gịnh biết mà lâu mới có thấy cái này vô mấy cái người mà bị dư vô mà bị sạn thận là ăn vô cái là nó ra cái cục luôn còn mấy người mà thiếu mà ấy là cái giò bị xương khớp mà thiếu đó là ăn vô vô đủ rồi đó đó ăn người hả đó ăn người hả đó là vô đó nhiều nước nhiều luôn quá chứ mày đâu á nhiều nước nhiều luôn ăn luôn chưa bên đó hả ăn không công nhận đẹp chứ
Tại vì ban ngày mình đi không để ý chứ mình nhiễu rồi có bây giờ là cái bàn tay con người chưa chắc gì làm được gì á. Nhắc ăn uống. Phải không? Sao mà được? Cái bàn tay con người chưa chắc gì làm được gì. Từ từ ta nói là để tự nhiên đi, chứ đừng có làm là tự nhiên nó mới đẹp. Đúng không? Thiên nhiên là đẹp, tự nhiên là đẹp đi. Rồi. Có bàn tay con người vô nó khác. Có tiền. Nhất ăn nữa anh gái nè nhau đó là nhọn như ấy luôn là bỏ lấy chân nè thấy không cùng nào dễ nghe đây cùng này dễ gõ lấy nè nè đây nè đó ăn được luôn nước mềm mà đó vô ăn không không quen cũng được đâu bình thường vô đá mà giống như mình ăn sò ốc vậy đó, con sò hai mảnh vỏ thì nó sẽ tạo ra một nhảy, nó lấy cái vô đá này nó lọc ra thì nó thành hai mảnh vỏ đó. Đây là do anh Thái giải thích rồi mày đừng nuốt vô. Không mà ông nhai nó vô giọng mà. Con sò. Giờ đâu sợ gì đâu. Thải ra thận mình tốt thì nó đào thải ra. Còn nếu mà không tốt thì nó lắng cặn trong đó thì nó xảy ra một cái sạc. Hả? Ủa sao không vô nước giếng? Sao không vô cái giếng? Đây là dễ. Anh hai. Ơi. Còn một hứng đi qua qua đây. Giếng luôn. Thôi đi đi. Cùng á, không ai bỏ trốn luôn. Đường này bỏ mà vô không có ai. Đi đi đi. Thôi đi ra đi. Đi ra. Đó rồi. Ủa dưới nước đâu anh đâu? Dưới nước đầm mấy nãy mà vậy mấy anh kia. Ừ. Ủa sao nó mà dẫn ra đây có mấy chục mét gì? Thức về. Nó dẫn nước ra có mấy chục mét gì? Nhiều chứ. Mấy trăm mét thôi chứ đủ mua ống đủ kiểu đủ mua. Thức là dụ không à? Nhưng mua ống dẫn ra. Được rồi. Ừ, dẫn ra đi nó xay cái ngọt á. Ngọt thì hút hai cành đó, thì dừng ra đó. Hút còn cái nào? Cái ống nó dưới ấy mình á. Ừ, cái này dừng lại. Ừ. Tên chí lấy cái ống mũ á. Ừ, cái này liên vào. Đèn tắt hết trơn trời. Đó. Anh hay rồi. Ơ, đưa đây. Đưa đây. Vậy. Đây nè. Anh hai sao buồn thiếu luôn thiệt đi ra luôn. Là có một số anh em đục hào gì trong chợ ăn mà. Ơi, cái con gì nó thích lắm. Con gì? Rau lá. Lá rồi. Thôi chắc về thôi. Hả?